Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của tôi. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn tô một bức tranh về chủ đề động vật nhé. Đây là bức tranh mà mình sẽ tô. Bây giờ chúng mình cùng bắt đầu tô nhé. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng màu đỏ để tô lưỡi và mũi của con hổ. Đây là phía trước của bọ hơi đấy. Bây giờ tiếp theo mình sẽ tô mắt nhé. Mình sẽ sử dụng màu xanh dương. Tiếp đến bây giờ mình sẽ sử dụng màu mình sẽ sử dụng màu hồng nhé để tô. Bạn cũng có thể tô màu theo sở thích của mình nhé. Tiếp theo bây giờ mình sẽ tô tai nhé, mình sẽ sử dụng màu xanh. Bên ngoài tai thì mình sẽ sử dụng màu kem nhé. Bây giờ mình sẽ sử dụng màu vàng để tô con hổ này nhé.
Bây giờ mình sẽ tô phần thân nhé. Giờ mình sẽ tô đuôi nhé. Mình cũng sẽ sử dụng màu xanh để tô nốt phần đuôi còn lại. Vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh này rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.